Xin chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học chỉ tay, về những đường chỉ tay phú quý. Và nếu như ai có những đường chỉ tay như thế này thì đảm bảo người này sẽ phát tài phát lộc vào tuổi trung niên, tiền sẽ nhiều như nước. Và các bạn thân mến, để muốn biết được với những đường chỉ tay phú quý này nó có hình dạng như thế nào thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về những ai có những tướng tay mà có những nét tướng như thế này thì đảm bảo người này trung niên sẽ phát tài phát lộc, tiền rất nhiều như núi. Nếu như bạn mà thắc mắc tại sao mình làm rất vất vả, sớm hôm mà mãi không giàu được, thì bạn cũng nên phải xem ngay là bạn có đang sở hữu một trong những tướng tay trung niên phát tài và phát lộc như thế này hay không. Về thứ nhất là đối với người có bàn tay có đường sự nghiệp và đường tình cảm nối với nhau và nó cùng chạy về hướng của ngón tay trỏ. Khi mà xem đường sự nghiệp nó chạy cắt ngang đường tình cảm và nối với nó ở điểm khởi đầu thì đó là dấu hiệu cho thấy về các mối quan hệ nhất định giữa tiền đồ sự nghiệp với tình cảm của người này. Và đặc biệt về trong xem tướng tay, nếu như chúng ta thấy đường sự nghiệp mà chạy về phía ngón tay trỏ thì điều đó có nghĩa là nếu chuyện tình cảm của người này chưa được ổn định thì khó có thể giành được những thành tựu trong sự nghiệp. Và đây cũng là một ví dụ điển hình cho việc là thành ra rồi mới lập nghiệp. Với những người mà thuộc mẫu người này thì rất dễ là bị những biến cố tình cảm mà không thể tập trung làm việc và tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng chỉ cần là đời sống tình cảm của họ ổn định và đã kết hôn lập gia đình thuận lợi là họ sẽ hoàn toàn có thể tập trung toàn bộ sức lực vào công việc và thu về những thành quả cực kỳ tốt đẹp. Với người này thì trừ khi kết hôn rất sớm, nếu không thì khó thành danh từ khi còn trẻ, và cũng là tướng người phải chờ tới trung niên mới phát tài phát lộc. Họ thường sẽ may mắn gặp được bạn đời là những người hết lòng ủng hộ cho sự nghiệp của bạn. Và bạn cũng thuộc là tướng vượng phu hoặc là vượng thê. Với thời trẻ, một lý do mà họ không thành công thường là do tính tình sốc nổi hoặc là năng lực không đủ, nó dẫn đến nhiều trắc trở và khó khăn. Vì vậy mà tài vận cũng vì thế mà kém sắc. Xong dần dà theo thời gian thì tuổi tác tăng lên, tính cách của họ cũng chín chắn và trưởng thành hơn. Họ cũng mất không ít những công sức để bồi dưỡng năng lực cho bản thân, cũng như là những thiết kế mở rộng các mối quan hệ trên sự nghiệp, không ngừng đi lên và giành được những thành công vang dội. Vì vậy mà tiền bạc kiếm về ngày càng nhiều hơn và dồi dào. Về thứ hai là đối với ai có bàn tay có những đường chỉ tay như là điểm khởi đầu của đường sự nghiệp, nó giao với đường trí tuệ. Về trong nhân tướng học có nói, nếu như bạn mà sở hữu tướng tay mà có đường sự nghiệp và đường trí tuệ nó giao nhau ở điểm khởi đầu thì sự nghiệp của bạn thường thường là thành công khá muộn. Thông thường là trong nhân tướng học có nói, đây là người có tướng tay trung niên sẽ phát tài, càng về già thì càng giàu có và nhiều tiền. Đặc biệt là từ sau tuổi 35 trở đi thì họ sẽ có được sự nghiệp vững vàng và có thể sẽ giành được nhiều lợi ích từ công việc của chính mình. Từ thời trẻ họ thường kém may mắn
khi mà gặp phải không ít những khó khăn và đừng quá lo lắng nếu như thấy mình chật vật mà không thành công. Chỉ cần bạn phải giữ được tinh thần vững vàng, luôn không nhụt chí và nhụt bước trước khó khăn thì chắc chắn bạn sẽ có những điều mà bạn thường hay mong muốn. Về thứ ba là đối với người có đường sự nghiệp thì từ nhạt chuyển sang đậm. Nếu như ai có đường sự nghiệp bắt đầu với nét chỉ hơi nhạt và sau đó nó kéo dài thì càng đậm hơn và rõ ràng hơn, thì đó là một trong những dấu hiệu cho thấy người này sự nghiệp thành công với tỷ lệ thuận và gia tăng với tuổi tác, tức là khi đã đứng tuổi mới có được thành quả lớn lao. Về thứ tư là đối với người có bàn tay, có ngón tay cái mà có hoa tay. Về trong nhân tướng học xem chỉ tay có nói, nếu như ai mà có ngón cái có hoa tay tròn xoáy, về thông thường người này từ thời trẻ đã gặt hái được không ít những thành công trong cuộc sống. Nhưng nếu như hoa tay ở ngón cái bao bên ngoài là hình núi thì người này cần phải đến tuổi trung niên mới phát tài phát lộc. Về thứ năm là đối với ai có bàn tay có đường cắt ngang. Về đường cắt ngang trong lòng bàn tay, với đường chỉ cắt ngang ở đây là nói đến những trường hợp là đường tình cảm và đường hôn nhân, nó hợp lại thành một và chạy ngang qua lòng bàn tay từ đầu này sang đầu bên kia, có thể là chia bàn tay ra làm đôi. Với người có tướng tay như thế này thì thường thường là người có tính cách thẳng thắn, rất cương trực và luôn có năng lực làm việc tốt, cũng rất có tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống. Dù là gặp phải khó khăn như thế nào thì cũng thích tự mình giải quyết chứ không bao giờ ỷ lại hay là bỏ cuộc. Họ thường sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và đặc biệt nhất là đối với nam giới là người rất coi trọng về đường sự nghiệp và luôn mang lại rất nhiều tham vọng. Còn đối với nữ giới cũng là người phụ nữ của công việc, luôn quyết tâm của họ chẳng thua kém gì nam giới. Người này thì tài vận về sau sẽ không tồi, chỉ hiềm một nỗi là tài lộc nó đến hơi muộn, thường thường phải sau tuổi 30 thì tài vận của những người này mới bắt đầu khởi sắc. Về thứ 6 là đối với ai có bàn tay mà có vân phụng hoàng. Về vân phụng hoàng, nó là một trong những đường vân nó phân nhánh, nó giống đuôi phượng ở giữa đường tình cảm. Với đường tình cảm mà phần đuôi có thể chia làm 2, 3 hoặc 4 nhánh thì trong nhân tướng học còn gọi đây là đường vân phụng hoàng. Với người này thì thường sẽ kết hôn là sự nghiệp sẽ dần đi lên và bạn đời sẽ là người cực kỳ giỏi giang, có thể là hưởng nhiều phúc khí, hưởng nhiều phúc lộc từ vợ hoặc là từ chồng. Về thứ 7 là đối với người mà có ngón tay trỏ và ngón tay đeo nhẫn dài bằng nhau. Đây là một người rất dễ dàng nhận biết những nét tướng phát tài. Với người có tướng tay này thì là người có tính độc lập rất cao, về tài vận cực kỳ thuận lợi. Họ rất giỏi kiếm tiền sau tuổi 30 thì những người này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp sẽ lên ngôi. Và tuy nhiên thì đối với nữ mệnh thì luôn có tính cách có phần mạnh mẽ giống như đàn ông, và tuy là sự nghiệp ổn định nhưng không được hưởng an nhàn, thường là do hôn nhân kém phần hạnh phúc. Song nếu như những người này kết hôn muộn thì vận khí có thể tốt hơn, và thường thường từ 30 tuổi trở đi thì mọi chuyện trong công việc rất thuận lợi, chẳng những gia đình hòa thuận mà còn có thể nói là có một cuộc sống đại phú đại quý, giàu sang hơn người. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.